đến ngày 30 tháng 9, du khách sẽ được giảm 50% giá vé vào các điểm tham quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Giá vé lưu trú giảm còn 275.000 đồng một lượt. Giá vé tham quan giảm còn từ 100.000 đồng đến 125.000 đồng một lượt, tùy theo từng tuyến. Du khách cũng được miễn vé tham quan vịnh các ngày lễ trong năm. Chính sách kích cầu bổ sung lần này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, mà còn thu hút du khách đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh đang có cái giảm 50% để phí du lịch trên biển ấy. Chắc chắn sẽ có nhiều du khách, không những ở Hải Phòng hay Hà Nội, các tỉnh khác sẽ đến với cả Hạ Long trong thời gian tới này. Tín hiệu tích cực là riêng đối với thương hiệu President, hiện tại thì chúng tôi đang có 70% công suất hoạt động trong hè năm 2020. Với nghị quyết 266 thì chúng tôi kỳ vọng là con số 70% công suất đó được tăng lên. Ngay sau khi nghị quyết 266 được thông qua, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã làm việc với các đơn vị liên quan thực hiện ngay phương án tổ chức cấp bán vé, đồng thời thống nhất với Cảng Tàu Khách Quốc tế Tuần Châu và Cảng Tàu Khách Quốc tế Hạ Long tiếp tục giảm 50% phí dịch vụ qua cảng đối với tất cả du khách tham quan lưu trú trên vịnh đến ngày 30 tháng 9. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng chủ trì thông tin tuyên truyền với tất cả các chủ tàu có hoạt động kinh doanh vận chuyển khách tham quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long về việc là được thực hiện cái chính sách giảm phí tham quan Vịnh Hạ Long đối với khách du lịch, nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo tất cả các yếu tố về an toàn cũng như chất lượng phục vụ đối với khách du lịch. Trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên áp dụng chính sách kích cầu bổ sung, Vịnh Hạ Long đón trên 8.200 lượt khách du lịch, trong đó gần 1.500 lượt khách lưu trú. Dịp cuối tuần này, dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao.